Chỉ trong vòng một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 5 vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của 6 trẻ em. Gần đây nhất, vào sáng ngày 18 tháng 5, tại ao Đình Bồng Châu, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em học sinh đang học lớp 4 và lớp 5 tử vong. Theo người dân cho biết, hôm đó khu vực này vắng vẻ, một nhóm trẻ em xuống ao tắm mà không có người lớn trông nom nên đã dẫn tới sự việc đau lòng trên. Thôn cũng thông báo là không được tắm, thế nhưng mà nhiều khi cha mẹ cũng cứ mang vào đây ngồi cho con tắm. Theo quan sát của phóng viên, khu vực ao Đình Bồng Châu đã có biển cảnh báo cấm tắm, cấm bơi. Tuy nhiên xung quanh ao không có lan can, vì vậy tiềm ẩn nguy cơ đối với trẻ em khi vui chơi tại đây. Vấn đề này đòi hỏi xã Phú Cường cần có giải pháp để phòng chống đuối nước. Đã chỉ đạo triển khai cắm biển tại khu vực ao hồ, tập trung tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, các cháu học sinh có cái biện pháp phòng ngừa cũng là cấm tắm tại các khu vực ao của địa phương, phòng tránh cái tai nạn đuối nước. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 5 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh có 12 trẻ tử vong do đuối nước. Tình trạng này gia tăng vào dịp hè. Nguyên nhân chính của tai nạn đuối nước là do trẻ em không biết bơi và thiếu sự quản lý, trông nom từ phía gia đình. Mặt khác, nhiều khu vực ao, hồ, đầm, nước sâu và vắng vẻ nhưng không có biển cảnh báo nguy hiểm, không có biển cấm tắm, cấm bơi. Chúng tôi đề nghị là có các biển báo, biển chỉ dẫn để tránh các trường hợp mà cho các cháu nô đùa nghịch ngợm ở phía đó, để người lớn được biết thì sẽ tránh các trường hợp đáng tiếc sau này sẽ xảy ra. Trước tình trạng tai nạn đuối nước có chiều hướng gia tăng, ngày 21 tháng 5 năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hưng Yên ban hành công văn số 2685 về việc tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em. Công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai một số biện pháp cụ thể như đẩy mạnh phong trào dạy bơi và hướng dẫn cho trẻ kỹ năng phòng chống đuối nước, rà soát các nguy cơ đuối nước, đặc biệt là khu vực ao hồ, sông ngòi, nước sâu nguy hiểm để làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, bố trí các nguồn lực và vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng bể bơi cho trẻ em học bơi và các sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh.